Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025 đang đến rất gần rồi và chắc chắn lúc này các cổ động viên của Manchester United đang rất nóng lòng chờ xem thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ thể hiện như thế nào ở mùa giải mới. Còn với Sir Jim Ratcliffe, ông chủ của nửa đỏ thay Manchester cũng đang rất kỳ vọng vào các cầu thủ, đặc biệt là tin tưởng rằng huấn luyện viên ten Hag sẽ không phụ lòng tin của cá nhân ông cũng như ban lãnh đạo của đội bóng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, vị tỷ phú 72 tuổi cũng đã tiết lộ lý do vì sao ông lại đặt chọn niềm tin vào chiến lược gia người Hà Lan, bất chấp những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Chúng tôi không thể bái ủ rũ mà cần đối mặt với thực tế. Erik ten Hag là huấn luyện viên tốt và ông đã phải làm quá nhiều việc. Ten Hag đã phải vừa khắc phục những vấn đề thượng tầng cũng như sắp xếp lại đội hình cùng một lúc. Sir Jim Ratcliffe cho rằng Erik ten Hag không phải mấu chốt thất bại của MU trong mùa giải vừa qua, và kêu gọi các fan hãy có một cái nhìn công tâm và hướng về tương lai. Hiện tại, nửa đỏ thành Manchester đang có nhiều điều để chờ đợi, nhất là về vấn đề nhân sự. Sau khi mang về Joshua Rizzi và Lenny Zoro, MU sẽ lại chào đón hai cầu thủ của Bayern Munich là Matip De Ligt và Nusdar Masraoui. Đây là những cầu thủ mà huấn luyện viên Ten Hag rất ưng ý, và khi đã sở hữu được tất cả những quân cờ tốt nhất trong đội hình, thì vị huấn luyện viên 54 tuổi có hy vọng việc nâng tầm MU sẽ thành công mỹ mãn. Manchester United đã có sự tăng cường đáng kể ở hàng phòng ngự với sự xuất hiện của hai tân binh mới từ đấu trường Bundesliga là Matip De Ligt và Nusdar Masraoui. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể khiến nửa đỏ thành Manchester yên tâm và họ đang có ý định mang về thêm một hậu vệ trái để cạnh tranh với Luke Shaw. Các nguồn tin từ truyền thông xứ sương mù cho biết, Manchester United hiện đang đàm phán với các bên trung gian để cố gắng chiêu mộ hậu vệ cánh Ferdi Cagliolo của Fenerbahce. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không đơn độc trong cuộc săn đuổi mục tiêu người Thổ Nhĩ Kỳ, bởi Arsenal và thậm chí là Southampton cũng đang muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi này. Nhưng con số thống kê cho thấy, Cagliolo là hậu vệ trái thực sự đáng tin cậy. Ở mùa giải vừa qua, Cagliolo thực hiện trung bình 0,9 lần đánh chặn mỗi 90 phút thi đấu. Anh cũng có 2 pha tắc bóng mỗi trận và 6,7 lần thu hồi bóng. Ngoài ra, khả năng đấu tay đôi của Cagliolo cũng vô cùng ấn tượng với 5,9 lần thắng trung bình mỗi trận. Đây là những con số thống kê biết nói, và người lo nhất lúc này có lẽ là Luke Shaw chứ không phải ai khác. Bán ai thì bán, miễn sao đó không phải là James McCarthy. Đây chính là yêu cầu của huấn luyện viên Pep Guardiola dành cho ban lãnh đạo của Manchester City trong việc thực hiện kế hoạch chuyển nhượng. Thông thường, nếu một cầu thủ muốn ra đi, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ không cản trở. Có thể kể ra những trường hợp điển hình như Cole Palmer hay mới nhất là Julian Alvarez. Tuy nhiên, với James McCarthy thì chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đề nghị giám đốc thể thao của Man City không được bán hoặc cho mượn ngôi sao trẻ này. Pep Guardiola nói rằng McCarthy có khả năng ghi bàn trong không gian hẹp và có thể tấn công vào 1/3 cuối sân. Điều đó là một điều vô cùng đặc biệt. James McCarthy là một trong 4 cầu thủ thuộc học viện Man City ra sân ngay từ đầu ở trận tranh Community Shield với Manchester United. Tiền vệ 21 tuổi thi đấu 80 phút và anh đã có màn trình diễn làm hài lòng ông thầy của mình. Vô địch ngoại hạng Anh chắc chắn là mục tiêu số 1 của Arsenal ở mùa giải 2024-2025. Và để có thể biến giấc mơ thành hiện thực, pháo thủ vẫn đang tích cực tìm kiếm những nhân tố mới. Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Emirates muốn tăng cường sức mạnh ở hàng tiền vệ và Mikel Merino vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của pháo thủ. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang ở trong năm cuối của hợp đồng với Real Sociedad và câu lạc bộ của La Liga đang chịu áp lực phải bán Merino khi không muốn mất trắng một tài năng lớn như Anh vào mùa hè năm sau. Vài ngày gần đây, pháo thủ đã đẩy nhanh quá trình đàm phán với cựu tiền vệ của Newcastle United sau khi bỏ lỡ Martin Zubimendi. Arsenal cần một cầu thủ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu ở vị trí lùi sâu nơi tuyến giữa. Merino được kỳ vọng là sự bổ sung lý tưởng và tuyển thủ Tây Ban Nha có thể tạo thành một đối tác chất lượng với Declan Rice trong tham vọng vô địch ngoại hạng Anh của Arsenal. Liverpool khởi động kỳ chuyển nhượng mùa hè của mình rất muộn và chính điều này đã khiến cho Jacob phải nếm trái đắng đầu tiên. Đội bóng của tân huấn luyện viên Arne Slot đã đến rất gần với bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng là Martin Zubimendi. Liverpool được cho là đã tìm mọi cách để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro của cầu thủ người Tây Ban Nha trước khi mùa giải 2024-2025 bắt đầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia sang tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ của Real Sociedad đã từ chối lời đề nghị này để ở lại thêm một mùa giải nữa tại sân vận động Anoeta. Thậm chí, Martin Zubimendi còn chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Real Sociedad. Hiện tiền vệ sinh năm 1999
còn hợp đồng tới năm 2027 với đội bóng của Tây Ban Nha, và Zubimendi có thể gia hạn thêm 2 năm ở bản hợp đồng mới và trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội bóng. Martin Zubimendi thực sự là một cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Trước Liverpool, Zubimendi đã từ chối lời đề nghị của Arsenal và Bayern Munich khi được liên hệ và trao đổi về một bản hợp đồng. Tương lai của Nico Williams là một đề tài chưa bao giờ hết hot. Càng về cuối phiên chợ hè thì những tin đồn liên quan tới cầu thủ chạy cánh 22 tuổi ngày càng xuất hiện dày đặc. Đã có nhiều thông tin cho rằng Barcelona là đội bóng có nhiều cơ hội ký hợp đồng với Nico, nhưng xem ra khả năng này có lẽ sẽ không thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Việc Barca không thể chiêu mộ thành công ngôi sao người Tây Ban Nha là hoàn toàn có cơ sở. Bởi trong một đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thức của đội bóng, Athletic Bilbao đã trao cho Nico Williams chiếc áo số 10. Đây có thể coi là số áo quan trọng với mọi đội bóng trên thế giới và nó cho thấy nhà đương kim vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha đánh giá rất cao Nico Williams và coi anh là hạt nhân trong hành trình đưa đội bóng vươn tầm. Sau khi được đội bóng chủ quản trịnh trọng trao cho chiếc áo số 10, chân sút 22 tuổi cũng đã tỏ ra vô cùng hào hứng. Tôi tự hào khi nhận chiếc áo số 10 từ Muniain và hy vọng sẽ làm nên lịch sử với câu lạc bộ giống như anh ấy đã làm. Nico Williams đã tuyên bố một cách chắc nịch như vậy rồi thì Barca cũng nên từ bỏ tham vọng của mình đi là vừa. Cái gì lố quá cũng không tốt. Ilkay Gundogan sẽ rời Barcelona nhưng chắc chắn không phải trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Marca của Tây Ban Nha, cựu sao của Manchester City đã tiết lộ thông tin trên. Ban lãnh đạo của Barca chắc chắn là không vui vẻ gì khi lắng nghe được tâm tư cũng như nguyện vọng của tiền vệ 33 tuổi. Được biết, Gundogan là cầu thủ nằm trong diện cần phải thanh lý của đội chủ sân Nou Camp trong phiên chợ hè năm nay. Ban lãnh đạo của Barca rất muốn bán Gundogan càng sớm càng tốt để giải phóng gánh nặng về tiền lương, nhưng với tình hình hiện tại thì Barca xem ra sẽ phải tiếp tục cắn răng chịu đựng để thanh toán tiền lương cho cầu thủ người Đức. Theo ước tính, nếu trừ hết các khoản thuế phải nộp, Ilkay Gundogan có thể bỏ túi khoảng 9 triệu euro một mùa. Đây là một số tiền không phải nhỏ, nhất là trong bối cảnh Barca đang phải chạy cơm từng bữa. Cũng theo tờ Marca, nếu chia tay Barcelona trong tương lai, bến đỗ tiếp theo của tiền vệ 33 tuổi nhiều khả năng sẽ là Fenerbahce. Khoác áo Fenerbahce có thể xem là sự trở về của Gundogan, bởi cha mẹ của anh đều sinh ra và lớn lên tại Thổ Nhĩ Kỳ.